À, đây có một con chim chim líu líu hay đấy nhỉ, khuyên rất thuần nhé, đưa máy sát thế này nhưng mà vẫn líu các bạn ạ. Đấy, giải phết nhỉ. À, tiếc một cái là con này líu nó không gối mỏ. Chim mà líu rất hay nhưng mà không gối mỏ. Được cái là thuần chim thôi. Con này mà líu gối mỏ thì lại cực kỳ hay anh em. Thank you.